Hello xin chào cả nhà chào mừng cả nhà đến với video của giá xe Kia mình là Lệ hiện tại mình đang công tác tại Kia Bình Triệu trong clip ngày hôm nay mình sẽ cập nhật chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho dòng xe Kia Sorento 2021 trong tháng 8 này thì trong tháng 8 này bên Thaco đang có chương trình ưu đãi rất là lớn lên đến 100 triệu đồng tùy theo phiên bản nha quý anh chị trước mắt quý anh chị đây là phiên bản Signature mới giàu bản 6 ghế là phiên bản cao cấp nhất Phiên bản bày ghế thì giá cũng tương tự nha quý anh chị. Thì hiện tại nó có giá niêm yết trên thị trường là 1 tỷ 349 triệu. Bên em đang giảm 43 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra còn tặng một năm bảo hiểm vật chất thân xe. Và đặc biệt trong tháng 8 này bên em còn tặng cho quý anh chị một bộ phụ kiện cao cấp bao gồm bệ bước chân, cảnh báo áp suất lốp, phim cách nhiệt, dây co bình, bao tay, đèn binh, phản quang, lót cốp, chống thấm, vân vân. Rồi em sẽ đi sâu so vào chi tiết của chiếc xe. Thì lưới tản nhiệt vẫn là hình mũi hổ đặc trưng của dòng xe Kia nha quý anh chị. Cộng đèn pha của xe là đèn pha full LED nó có thương tích thông minh luôn ạ. À. Nó được thiết kế như hình mắt hổ, nhìn nó rất là hung dữ và nhìn rất là mạnh mẽ nha quý anh chị. Ở phía đầu xe còn được trang bị cho quý anh chị là bốn cái cảm biến nó tích hợp thêm camera 360 độ để đảm bảo cho người lái quan sát dễ dàng và phát hiện được vật cản khi mà mình di chuyển đèn sumo phía dưới cũng là đèn led luôn nha quý anh chị ra cho anh sáng trắng cường độ chiếu sáng là tối ưu nha quý anh chị và cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu ạ à. so với các đối thủ cùng phân khúc thì Kia Sorento đang có chương trình ưu đãi rất là lớn kể cả về tiền mặt cũng như là quà tặng theo xe luôn nha quý anh chị hiện tại là bên em có đủ mèo đủ loại đủ phiên bản để giao liền cho quý anh chị luôn không cần phải chờ đợi À, đối với chiếc xe này động cơ đang sử dụng một động cơ Smart Trim động cơ mới nha quý anh chị sử dụng thuộc bô công suất phát ra của nó là 198 mã lực đi đôi với hộp số tự động là 8 cấp ly hợp kép với động cơ mới khung gầm mới hộp số mới thì Kia Sorento đang hơn hẳn so với đối thủ Santa Fe nha quý anh chị Santa Fe hiện tại chỉ đang sử dụng là động cơ mới của Sorento thôi còn khung gầm của nó là vẫn là khung gầm cũ nên về kích thước tổng thể của xe nó vẫn sẽ là nhỏ hơn so với lại Kia Sorento và mâm của xe Kia Sorento này thì nó là mâm đúc hộp kim, đường kính mâm của nó là 19 inch, vỏ đang sử dụng là vỏ Michelin, cả 4 phanh thì đều sử dụng là hệ thống phanh đĩa. Nó có hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phong phối lực phanh điện tử OBD để tăng thêm cái hiệu quả phanh. Về hệ thống an toàn thì Kia Sorento được nâng cấp lên rất là nhiều. Và quý anh chị có thể thấy phía trên này bên chiếc xe Kia Sorento sẽ có camera ở phần gương. Đó thì camera này giúp cho mình dễ dàng quan sát ở phía sau khi mà có vật cản di chuyển vào điểm mù mà mình không thể quan sát bằng cách hiển thị hình ảnh lên màn hình LCD ở bên trong xe gương chiếu hậu thì gặp điện chính điện và tích hợp đèn báo rẽ trên xe là tự động gặp gương khi vào số lùi nha quý anh chị tay nắm cửa thì có nút khóa mở cửa một bằng một lần chạm và có phần mặt chrome để tăng thêm cái độ sang trọng cho chiếc xe đây là điểm khác biệt của Kia Sorento 2021 là nó sẽ có thêm phần bệ bước chân đấy và một điểm nữa rất là đặc biệt thì đó sẽ là áp suất lớp thì nó sẽ hiện thẳng trên màn hình LCD điện tử ở bên trong xe luôn nha quý anh chị để cảnh báo cho người dùng biết đây là hai cái điểm mới trên Kia Sorento 2021 rồi. và đặc biệt là trong tháng 8 này ạ à, tắp bi cửa thì được bọc da có những cái viền mạ chrome để tăng thêm cái độ sang trọng của chiếc xe có bệ bước chân chống trầy và đây có đèn nội thắt luôn nha quý anh chị cái đèn này thì nó sẽ có thể thay đổi được màu do mình điều khiển được luôn à. à trên xe thì nó sẽ được trang bị cho quý anh chị là viền mạc chrome chân kính kéo à, dài từ kính cửa trước sang kính cửa sau để tăng thêm độ sang trọng của chiếc xe đây quý anh chị sẽ xem ở hàng ghế thứ hai của xe nhé ở hàng ghế thứ hai của xe thì nên quý anh chị thấy ở phần tắp đi cửa thì có nhiều chỗ để vật dụng ly tắp này và ở phía sau còn được trang bị cho quý anh chị này là cánh hướng gió nhé với mỗi hàng ghế thì đều có cửa gió ở phía sau hết trang bị cho quý anh chị là 6 túi khí nó có bốn túi khí rèm ở phía sau này đây là cửa gió điều hòa phía sau này đối với phiên bản signature thì nó sẽ có 8 cộng sạc để đảm bảo người ngồi trên xe ai cũng có chỗ để mà mình sạc pin không cần phải chờ đợi tranh giành với nhau nha quý anh chị và đây là phiên bản 6 ghế nên ở hàng ghế thứ hai nó sẽ có một luồng đi thẳng xuống hàng ghế thứ ba mà mình không cần phải gặp ghế đó là một sự tiện lợi cho những gia đình ít người và thích đi cái phân khúc cầm cao ở cửa sau thì còn có rèm che nắng nữa nha quý anh chị ở một số hạng xe khác thì mình phải tắn dán thì nó sẽ mắc cái thẩm mỹ cả bốn cửa thì đều lên kính xuống kính bằng một lần chạm rất là hiện đại nha quý anh chị ở số hạng xe khác thì nó chỉ ưu tiên cho cái tài và cái phụ thôi nhưng đối với Kia Sorento 2021 này thì nó sẽ dùng cho cả bốn cái bốn cánh cửa luôn lên kính xuống kính bằng một lần chạm đó là cửa sổ trời của xe thì cửa sổ trời này nó giúp tăng tạo thêm cái khoảng không gian cái chiếc xe mình nó thoải mái hơn đặc biệt là khi mình đi du lịch đi những cung đường biển chứ còn trong thành phố thì mình cũng ít dùng của sổ trời vì bụi với là nắng nóng quá nhiều còn nếu mà mình đi du lịch đi Đà Lạt thì mình có thể mở cửa ra để thông thoáng và cảm nhận được cái không khí lạnh thoải mái và đây là bố trí ở hàng ghế đầu tiên thì quý anh chị thấy nó rất là hiện đại luôn nha quý anh chị đặc biệt là cái cụm màn hình đa thông tin ở giữa rồi, đây là ở phía sau xe của chiếc Kia Sorento 2021. Điều đặc biệt đó là cụm đèn hậu của sau là dạng LED luôn nha quý anh chị, với những cái hình LED đứng để tăng thêm cái độ mạnh mẽ và góc cạnh cho chiếc xe. Ở phía sau còn được trang bị cho quý anh chị là ốp bô đôi thể thao này. Bốn cái cảm biến lùi và tích hợp thêm camera lùi để tăng độ an toàn cho chiếc xe khi mà mình di chuyển để đảm bảo người lái xe một cách an toàn. Đối với Kia Sorento 2021 thì phần cốp ở phía sau được cải thiện so với là phiên bản 2020 thì là cốp ở phía sau nó sẽ là chỉnh điện nha quý anh chị và cái gạt mưa nó được cắt rất là thẩm mỹ nó ở phía dưới cánh hướng gió này ở phía trên còn được trang bị cho quý anh chị là vây cá mập và ba ga môi để tăng thêm cái độ thể thao cho chiếc xe và thao tác mở cốp rất là đơn giản mình chỉ cần nhấn phần phía dưới chữ E thì cốp tự động mở vì đây là cốp điện nha quý anh chị và ở bên trong cái phần cốp này do về chiều dài kích thước của xe được tăng lên nên là cái khoảng không gian cái khoảng không gian kho hành lý nó được tăng lên và đi theo xe bên em còn tặng cho quý anh chị là bộ thảm chân và tấm lót có chống thấm ở phía sau hàng ghế thứ ba thì còn được trang bị cho quý anh chị là sạc cửa gió điều hòa để đảm bảo tốc độ làm lạnh giữa ba hàng ghế là như nhau hết nha quý anh chị và ở hàng ghế thứ ba này mình có thể gặp ở hàng ghế thứ hai để mình dễ dàng di chuyển ra phía trước cũng rất là đơn giản luôn chỉ cần một thao tác gặp thôi nha quý anh chị đấy quý anh chị có thể nhìn kỹ nha khoảng không gian hành lý được tăng lên do chiều dài kích thước của xe được tăng lên so với Santa Fe thì hiện tại Kia Sorento nó vẫn dài hơn nha quý anh chị và cái tư thế ngồi bên trong xe thì nó vẫn thoải mái hơn so với là Santa Fe nếu có điều kiện thì quý anh chị cứ liên hệ trực tiếp với em hiện tại bên showroom bên em đang có xe cho quý anh chị lái thử sẵn luôn ạ à. rồi em sẽ mời quý anh chị đi lên phần ghế tài của xe thử xem nó trang bị cái gì và nó có khác biệt gì so với những phiên bản trước hay không nhé đầu tiên là như quý anh chị thấy xe sẽ phía sau sẽ được là kính tối màu và được dán phim cách nhiệt Luma của Mỹ bảo hành cho quý anh chị là 5 năm, khó trẻ em bằng điện tử luôn nha quý anh chị. Và đây là cụm công tắc cửa trung tâm và cả bốn kính cửa đều lên kính xuống kính bằng một lần chạm. Nó sẽ có nhớ ghế hai vị trí. Và cái thao tác này em cũng đã hướng dẫn nhiều trên các cái video clip trước thì điều khiển ghế phù hợp với là tư thế của mình. Nhấn chữ set hai lần và nhấn số 1 nó sẽ lưu ghế vị trí ghế thứ nhất, ghế thứ hai làm tương tự như vậy. Và ghế điện của Kia Sorento thì cả cái tài cái phụ đều là ghế chỉnh điện hết luôn nha quý anh chị. Cái tài thì sẽ là chỉnh điện 12 hướng Nhớ ghế à, vị trí. À, vô lăng thì được bọc da tích hợp những nút điều khiển âm thanh, chế độ điện thoại nghe gọi rảnh tay. Em sẽ ngồi vào bên trong xe để giới thiệu chi tiết cho quý anh chị nhé. đây là màn hình LCD bằng điện tử nha quý anh chị. À, rất rõ ràng, rất là sắc nét luôn ạ. À. Đấy. Và nó có cảnh báo xuất lớp cho quý anh chị xem. Cái màn hình hiển thị đăng tin này rất là hay khi mình xi nhanh qua trái xi nhanh qua phải thì nó sẽ hiện hình ảnh trực tiếp ở phía sau xe cho mình dễ dàng quan sát nha quý anh chị ngoài ra thì xe nó sẽ có hệ thống ga tự động điều khiển hành trình thông minh luôn nha quý anh chị ha. giữ làn đường và giữ khoảng cách với xe phía trước đối với Santa Fe thì hiện tại cái giữ khoảng cách với xe phía trước là nó chưa được trang bị nha quý anh chị điều khiển hành trình thông minh nó cũng chưa có ở đây là cái màn hình EVN 10.25 inch so với đủ thủ Santa fair thì hai kích thước này nó sẽ bằng nhau và độ sắc nét nó gần như là tương đương với nhau và những tính năng trên cái màn hình hiển thị ra thông tin cũng gần gần là giống nhau nha quý anh chị nó sẽ có kết nối Apple CarPlay và Android Auto à, do nó qua một cái lớp nhựa bảo vệ nên là quý anh chị nhìn thấy nó chưa sắc nét lắm nhưng mà bình thường trên xe thì nó sẽ rất là sắc nét và con này nó được bố trí cho quý anh chị là 12 lo mà lo của nó là lo port nha quý anh chị lo thì nó nghe nó rất là chắc còn lo của Santa Fe hiện tại đang sử dụng là lo Infinity thì hai cái chất lượng lo này nó cũng xem xem tên à, trên xe còn được trang bị cho quý anh chị là lại chuyển số trên vô lăng này đèn pha tự động bật tắt theo ánh sáng và gạt mưa tự động theo tốc độ nước rơi trên kính chân gió đó là một sự khác biệt so với là phiên bản 20 20 nha quý chị. Đối với phiên bản 2020 thì nó sẽ không có loại chuyển số trên vô lăng và trên kính chắn gió đâu ạ. À. À, và gặt mưa tự động. Đấy. Quý chị thấy nhé. Đi những xi nhanh qua trái, xi nhanh qua phải thì nó sẽ hiển thị hình ảnh lên trên luôn. À, rất là tiện lợi. Và cái camera 360 độ trên màn hình thì quý chị thấy nó rất là sắc nét luôn. Đó mình có thể dễ dàng quan sát để đảm bảo cho người lái xe lùi và đổi xe cũng như là di chuyển vào nhà xe một cách là an toàn luôn nha quý anh chị. Và cái camera lùi này nó sẽ ôm theo góc đánh lái luôn để cho mình dễ dàng nhận biết và quan sát. Khởi động của xe thì nó là khởi động start-top bằng một lần nhấn. Đối với xe thì còn sẽ được trang bị cho quý anh chị là hệ thống khởi động để nổi từ xa chút nữa thì em sẽ quay cho quý anh chị xem nhé xe này nó có tính năng rất là hay là mình có thể ngồi trong nhà và để nổ máy được để làm lạnh trước khi mà mình sử dụng xe điều hòa tự động thì hai vùng độc lập nha quý anh chị à. nó có cảm biến đầy đủ hết tất cả đều là cảm biến rất là nhạy ạ à. của cửa gió điều hòa hai tầng à. phía trước thì nó sẽ có hai cổng sạc và đối với phiên bản signature thì nó sẽ có thêm cho quý anh chị là chế độ sửa ghế và làm mát ghế hai tính năng này rất là cần thiết khi mà mình di chuyển những cái vùng mà nóng thật là lạnh nha quý anh chị và nói ngoài ra nó sẽ có sạc không dây nó được bố trí rất là thẩm mỹ mình có thể che đậy cái phần sạc luôn nha quý anh chị và một điều đặc biệt đối với Kia Sorento 2021 đó là cái cần số được chuyển theo hình nấm xoay à, nhìn rất là sang trọng và cái phần nấm xoay này được kế rất là tinh tế với viền mạ chrome xung quanh để tăng thêm cái độ sang trọng cho chiếc xe đó và xe này hiện tại thì nó sẽ có 7 chế độ lái nha quý anh chị. Mình có thể chọn à, Comfort, Sport, Eco, Smart. Ngoài ra thì mình có thể chọn được cung đường để chạy là đường cát, đường tuyết và đường trơn trợt. À. Chuyển rất là đơn giản thôi, bằng nấm xoay. Và đây là chìa khóa của xe, ha, được thiết kế rất là tinh tế nhé. Xe thì còn được trang bị cho quý anh chị này, gương chiếu hậu chống chói trang viền. Đó, và tất cả các cái đèn nội thất bên trong xe thì đều cảm biến như cần sờ nhẹ qua thì tự động nó sẽ bật tắt nha quý anh chị à, rất là hiện đại một chiếc xe đến từ tương lai với những công nghệ vô cùng hiện đại và em sẽ thao tác cho quý anh chị xem về tính năng đề nổ từ xa của xe nhé mình sẽ nhấn nút khóa cửa hai lần sau đó nhấn giữ nút hôn thì tự động xe sẽ đề nổ thôi ạ à. đó thì nó sẽ là mát và điều kiện là tất cả các cửa phải khó thì xe mới đề được nha quý anh chị còn nếu mà mình muốn tắt mình chỉ cần nhắn lại nút thôi thì tự động nó sẽ tắt cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em nếu thấy video của em hay hãy like subscribe kênh giúp em nhé